Hello, xin chào các bác nhá. Hôm nay em chia sẻ cho các bác một số các cái kinh nghiệm khi các bác lựa chọn một chiếc điếu để các bác sử dụng đấy và lâu dài, đấy, không phải là ngày 1, ngày 2 đâu các bác. Đấy, nhiều khi các bác mua điếu thì ngày 1, ngày 2 các bác thể mua đi thợ xây, thì các bác nên lựa chọn điếu trúc, nó bền, nó chắc chắn. Đi thợ xây thì quăng quật nhiều, đấy, thời tiết nó phải chịu nhiều. Còn nếu mà các bác sử dụng hàng ngày thì ta nên lựa chọn điếu tre và điếu nứa là quá ok luôn. Ở đây là em giới thiệu cho bác những mẫu điếu đã lên nước và điếu mới là như thế nào đấy. Và trong cái video này thì các bác thấy đây rất nhiều mẫu điếu là điếu lên nước này, đấy, điếu mới này và điếu cũ đấy. Ở đây em giới thiệu đầu tiên là mẫu điếu nứa đi ạ. Điếu nứa thì là đây một màu nguyên bản, màu xanh rất đẹp luôn đấy. Này, chiếc này là em đan mây các bác ạ. Đây là mây, là mây vứt tay, mây rừng nhá, mây đẹp nhá, ống dài chắc chắn nhá, giày mỏng với em không quan trọng, mỏng với là càng thích. Nhưng mà các bác, nhiều các bác sợ quá, các bác cứ toàn chơi giày đấy. Chân thì làm bằng chân sừng này, sừng xịn 100% nhá. Sừng này vì nhập bên nước ngoài về các bác ạ. Nó thì riêng của nó thì giới thiệu về nó hàng tốt một tí các bác ạ. Nó này nó cẩm các bác ạ. Đấy, tầm gióng rất đẹp luôn, ống cực kỳ là bóng luôn, như mỡ gà. Nhiều khi các bác hỏi nước mỡ làm gì có đâu các bác, đánh lên nền bóng thì gọi là nước mỡ thôi, chứ thực ra bôi mỡ vô là nước mỡ. Đấy, đây là mẫu điếu chia gai này. Chia gai cũng vậy, thiết kế đan mây này. Đấy, con này là có miệng gỗ này, sạch sẽ này. À, ok không các bác? Đấy, chân là chân gỗ, gỗ chân đục bằng gỗ lân, chân gỗ cấm. Đấy, nó lên nó đá. Đấy, rất đẹp luôn. Ở đây em có đục cóc này, các bác nhìn thấy không? Cóc zin đét 100% nhá. Đan mây là mây rừng vuốt tay, phải nói như thế cho các bác dễ hiểu. Đấy, và sau đây là một mẫu điếu mới. Điếu chia gai bọc đồng chắc chắn cho các bác đấy. Thì các bác nhiều khi các bác mây các bác nhìn nó không sang được, đồng nhìn nó sang chắc chắn, nhưng các bác phải lau chùi vệ sinh nhá, chắc chắn cho nó sạch sẽ đấy. Cũng làm bằng chân sườn đấy, đế gỗ tăng thêm cái phần sang trọng cho nó là các bác ạ. Đấy, đế gỗ thêm chi tiết đấy, đính những cái hoa văn trọng khác, nó đồng trơn thôi nhưng mà các bác lau chùi nó sẽ dễ dàng hơn đấy. Sau này các bác châm cái điếu nó lên màu, như điếu chưa gai và điếu nữa nó sẽ lên màu đấy. Đấy, là như thế nào người ta là thích hay những cái dòng điếu đã sử dụng lâu năm, chứ không phải nhiều con cũng cứ lâu năm là đã quý đâu. Đây một con điếu nữa mộc thì cái màu nó là màu tái khô rồi đấy các bác. Ví dụ như các bác chặt một cái ngọn lá này đấy, các bác phơi đến cũng bao giờ như vậy mà các bác đấy. Rất sạch luôn, rất mộc mạc luôn. Còn đây là một dòng điếu nữa các bác này đấy. Có hai chiếc điếu nữa, con này lên nước này, các bác nhìn cái độ lên nước nó rất đẹp không ạ? Rất dị đấy, lên phát kéo dài lên đây đấy, chất ống này đẹp này, căng này, mịn này đấy các bác này, không lỗi không lầm này. Lỗi lầm thế nào, ví dụ như là hắn bị xước nhiều thì giá trị nó là thấp, nhiều con nó đẹp, nó chăm rất kỹ nên là màu lên rất đẹp luôn đấy. Con này các bác có thấy điếu nào đã lên nước lên cái bụng sau nó lên màu đơn tuyển không đấy, màu trước thì nó đang chạy tia lên rất đẹp luôn đấy. Nó của nó đây rất mộc mạc và chân phương đấy, các bác đặt một bàn trà phòng khách nhìn nó đơn sơ nhưng mà những đậm chất đấy, rất đẹp luôn. Các bác nào thích cái con này chơi vẻ chăm, vừa chơi vừa ngắm những cái tia lên nước cực kỳ là đẹp đấy, các bác nhìn thấy không xước đấy, rất đẹp nhá. Con này cũng vậy, con màu này, con này lên màu đúa mận này. Đấy, đen mun luôn này, các bác nhìn thấy cái lên nước của anh em lên theo năm tháng nó đen mun luôn. Đấy, đây là điếu nứa lên nước lâu năm. Đấy, nhiều con thì anh sẽ tùy vào cái tầm ống nữa, có bị lỗi lầm nhiều hay không. Đấy, phải không các bác? Và cái chất của cái ống lên màu nó đẹp như thế nào. Đấy, đây là điếu nứa lên nước các bác nhé. Thì mới đầu thì nó là cũng như thế này, nó dạng như thế này đấy, các bác nhìn thấy không, trong quá trình sử dụng lâu năm thì nó mới được như thế này đấy, nhưng mà người chơi rất cẩn thận chăm sóc lau chùi vệ sinh thì nó mới lên được đẹp như thế này đấy, nhiệt độ vừa phải đấy, còn không mộc thì mới đầu thì mới là như thế này đấy, các bác nhìn thấy có đúng không đây. Nứa bao giờ cũng có cái mắt, cái điểm mắt ở dưới nó đó các bác, nó gọi là nứa nước đấy. Các bạn ví dụ như một điếu chia gai đi chẳng hạn. Đấy, để giới thiệu cho các bác xem sâu hơn. Chia gai lên đấy. Đây là một cặp điếu chia gai đấy, qua sử dụng lâu năm thì nó mới ra được cái màu đen như thế này đấy.
tốn cũng rất nhiều tiền thuốc lào, phải không các bác? Đấy. Thì mỗi con có một cái vẻ đẹp riêng của nó, đúng không ạ? Quan trọng là túi tiền của mình mua những phẩm như nào. Đấy, con này là thiết kế đế gỗ đam mây, đấy, chân sừng, đấy, miệng là đam mây các bác nhé, đục cóc rất cầu kỳ. Đấy, đây là níu tre và níu nứa để các bác phân biệt. Dòng này người ta gọi là níu trúc. Níu trúc thì ấy cũng cong, cũng có thẳng, cũng có. Đấy các bác nhá, níu trúc này nhiều các bác cứ lầm tưởng như cái níu trúc này tưởng tượng như là lên nước rồi, phải không các bác? Không phải. Ví dụ như anh em làm thì ví dụ như khò luôn cái màu đen cháy gì á, gác bếp khò đen nó cháy thì nó ra cái màu này. Còn níu trúc thì nó tỷ lệ bền, rất bền luôn. Đấy, nhưng mà thiết kế cũng sang trọng rồi các bác. Con này bị méo này, thì con này em chỉ sửa lại cho thợ thôi, chứ hàng này như cái ống này như em này em vứt luôn rồi, không làm được, không làm được thành điếu được. Bởi vì ống thứ nhất cái bầu nước nó không đạt, tiếng kêu nó sẽ giảm, mà giảm thì tất nhiên là khách hàng họ không bao giờ thích. Cái này em sửa người ta thì em cũng khuyên là tư vấn là nên thôi anh ạ, bỏ đi thôi, chứ người ta thì người ta tiếc cái ống thì anh cũng không biết, anh mới va vào thì anh cũng bỏ thôi, chú cứ sửa lại cho anh đi, thằng nào cũng anh cũng đã mua rồi đấy, thì em cũng có sửa lại. Đây em đan mây, em thêm một cái đôi chân sườn môi cho nó đẹp, tôn vinh cái dáng của anh lên. Em bảo là thôi anh mua cái điếu mới của bên em đi thì em tư vấn cho anh mà thôi. Đấy thì các bác ạ, đây là cái điếu trúc này. Điếu trúc bây giờ đây đây họ cũng có làm tạo điểm mắt, nhưng mà mắt của nó thì không bao giờ đẹp được. Đó là em trong nghề lâu năm thì biết. Còn ví dụ các bác chăm điếu nứa, điếu tre thì cực kỳ đơn giản. Có những cái video em sẽ hướng dẫn các bác chăm. Ví dụ như điếu tre thì chăm, các bác nghĩ là nứa chăm cực kỳ là đơn giản thôi, tre chăm lại còn khó hơn. Nhưng mà cái tre mà đã chăm được vài năm rồi nó dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, tre các bác dùng nhiều, bác không biết đâu, những con tre lâu năm giá trị nó cao lắm, cực kỳ cao luôn, quý giá lắm. Tiền thì ăn mấy cũng hết các bác ạ, nhưng mà để lại mình mua một cái điếu mình chơi không phải ngày 1, ngày 2, chơi rất lâu dài. Thì các bác lên sắm một cái nó tự tế. Chú tư vấn cho anh một con điếu tre, một con điếu nứa. Đấy, thời tiết của anh như thế này, anh công việc anh như thế này thì anh nên lựa chọn điếu nào nó hợp, vì ngày anh sử dụng cũng ít hay là nhiều như thế nào. Có thể em sẽ tư vấn cho các bác đầy đủ luôn, để các bác chơi các bác sau này các bác đúng cảm ơn nói đúng. Sau các bác còn giới thiệu khách hàng nó khoảng các bác. Đấy, video này thì em cũng live stream được gần em phát video gần được 30 phút rồi, gần được 10 phút rồi. Thì các bác nào có câu hỏi hay thắc mắc gì về điếu cày cần em tư vấn thì có thể liên hệ cho em qua số điện thoại 0982499386 hoặc cái số Zalo của em. Đấy các bác nha, các bác nhớ cho em là số Zalo của em, hay các bác điện trực tiếp hoặc cái bạn Zalo để em gửi ảnh mẫu điếu cho các bác lựa chọn. Đấy, cái dòng điếu này, điếu mới, điếu cũ đều có hết. Giá trị của các bác nhìn những con điếu này nó có cực kỳ đơn giản thôi, nhưng mà nhiều tiền đấy các bác ạ. Ví dụ điếu mới lại không có giá trị bằng điếu cũ đâu. Đấy, giống như các bác ví dụ như ngày xưa các bác cứ hay mua điếu bát cổ á, thì nó cũng như vậy thôi. Điếu bát cổ ngày xưa cũng có giá mà, dùng thích hơn. Đấy, mùi nó say hơn. Đấy, vẫn đậm khói hơn, không nhạt khói như cái loại điếu bát mới. Thì người ta đi săn điếu bát cổ thì tất nhiên đồ cổ thì không nói chi, nhưng mà để sử dụng nữa thì các bác có phải trải nghiệm. Đấy, để trải nghiệm mới biết được sao lại dùng những cái điếu cũ. Nếu các bác tiền các bác có 3-4 triệu hay 2-3 triệu thì các bác mua điếu cũ dùng. Các bác nào có 700-800 mua cái điếu gọi là hút ngon là được rồi, hút được là được rồi, thì các bác lựa chọn cái giá tầm đấy. Các bác muốn rẻ bền chắc chắn thì các bác lựa chọn điếu trúc. Đấy, điếu trúc bền rẻ đẹp chắc chắn, không có thời gian chăm sóc, không thích điếu thì các bác lựa chọn ở đây là ok. Đấy, video này em cũng xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.